Ê, xin chào tất cả mọi người. Ok, chào mừng trở lại với tờ Battle Card Việt Nam nhá. Ok, nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong quá trình các bạn chơi tựa game The Battle Card, cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Ok. Hôm nay là một ngày thứ bảy, à nhầm, chủ nhật, quên. Một ngày chủ nhật như mọi hôm, và đấy là dấu hiệu của việc mình sẽ ra video mới. Ok, video cũng chỉ là một video thường ngày rồi, và đang có Uber Fest này, nhưng mà mình đang chưa muốn quay vội. Ok, mình đang muốn tích một số lượng vé vàng một nhiều nhiều một tí. Trước khi mà mà nhân tiện khoe với các bạn, mình có một số thay đổi mới như sau. Thứ nhất là cái con Gamatoto này của mình lên level 36 và nó đổi thành một cái bộ trang phục gì rất là kỳ lạ. Nó có một cái như kiểu tròn tròn ở trên đầu ấy, như kiểu có thêm mắt ấy, không biết, hoặc là một cái vương miện kỳ quặc nào đấy, cầm kiếm luôn, trông rất là oai phong đúng không? Và quên, sorry, mình vừa lỡ mồm nói vậy thì sorry các bạn. Và để khoe cho các bạn biết thì đang có cái sự kiện Cat Eyes Cave này này. Nếu mà các bạn sử dụng cái này ấy, mèo các bạn lên XP cực kỳ nhiều luôn, nhiều cực kỳ nhiều luôn ấy. Đó, ok. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là mình vẫn chưa đủ năng, mình vẫn chưa đủ để build được mấy cái này. Không hiểu sao cái zombie nó khó kiếm thế không biết chứ. Bình thường lẽ giờ này mình phải xây xong cái này từ lâu rồi, thế mà bây giờ mình vẫn cứ đang bị trễ ở đây nhá, rất là khó chịu. Ok. Thứ ba là mình vừa mới true form một số con khá là đặc biệt. Có thể là ngày mai mình sẽ quay một cái clip tiếp theo để đánh X-Maniac, cho nên là trước đấy mình đã true form một con rất là kinh dị. Đấy là Ice Crystal Cat level 30 và có true form nhá. Form đầu là Ice Cat, form 2 là Ice Queen Cat, và cuối cùng là Ice Crystal Cat. Ok, cực kỳ đẹp luôn, để sau mình sẽ cho các bạn xem. Và khi các bạn true form con này có 100% tỷ lệ freeze the red nhá. Chưa kể đam to hơn, range xa hơn và DPS cũng cực kỳ mạnh luôn. Ok, con này còn có cả challenge nữa, nhưng mà các bạn biết là mình đang hết NP rồi, mình sử dụng quá nhiều cho nâng Ramen Cat nhưng mà cũng không hối hận đâu. Ngoài ra còn một số thay đổi nữa là mình nâng Yukimura lên level 30 này. Tiếp theo là Warlock and Pierce lên level 28, Hayabusa level 28. Hai con cực kỳ đỉnh và ngầu đúng không? Ok, ngầu không? Kinh không? Chất không? Đó. Tiếp theo là mình nâng cái con Kronos lên level 27, Marimizu lên level 29, cộng 1 là level 30, có thể true form ngay bây giờ nếu mình muốn. Ok. Ui, đẹp vãi, chất vãi. Ok. Có thể mình sẽ nâng nó để đánh Cat of the Cosmo nhá. Và hình như hôm nay mình cũng nghĩ là mình sẽ đánh Cat of the Cosmo luôn. Unknown Cat mình đã nâng lên level 30, có thể true form ngay bây giờ nếu mình muốn. Ok. Và Balalen Pastelen level 28. Ok, sắp phải level 30 rồi, mình nghĩ tương lai mình sẽ true form tất cả những con Luga của mình. Hiện tại mình đã true form là hai con rồi, hai con attacker cực kỳ mạnh. Ok. Đó là một số thay đổi của mình. Và hôm nay từ đầu xem có sự kiện gì không ta. Peter Irony Bondage Awaken này, mình nên chơi thử không nhỉ? Hay là chơi... Ồ, có Cut Fruit Buffet này. Cut Fruit Buffet là cái mà mình đã nói rồi, các bạn kiếm Epic Cut Fruit cực kỳ dễ nhá. Ok. Đấy là lý do các bạn nên kiếm. Ok. Bondage Awaken này có gì hot không? Có mỗi ba cái à? Có khi... Ok, có khi mình nên chơi cái này luôn đi. Đây là đội hình khá là vớ vẩn của mình, dùng để đánh Angels. Ngoài ra ở đây mình có một team đánh Black khá là mạnh. Ô, Half Cell đấy. Từ mình muốn cho con này lên form cũ trước. Hayabusa cũng form cũ luôn. Có nên mua cái này không nhỉ? Ok, có khi là mình sẽ mua cái này luôn này. Tiếp này. Mua mắc luôn đấy. Ôi, tốn nhiều XP quá. Anh em tốn nhiều slot 7 ở đây. Dã man. Mất tận 450 rồi ấy. Ok, sót quá, slot 9 rồi. Uầy. Ok, mình đã mắc rồi này. Ok, bây giờ mình có thể dùng nhiều sự lựa chọn hơn. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ set up một team đánh bình thường của mình nhá. Ok, đầu tiên là gồm có QB Cat này. As usual, như mọi khi. QB Cat rồi. QB Cat này. Tiếp theo là Eraser Cat này. Tiếp theo là Ramen Cat này. Đâu nhỉ? Một slot for Maniac nữa, đó là Tank Maniac. Tank Maniac.
Maniac Marcholek. Sau đến tiếp theo là đến Uber. Ok. iCrystal Cat là một con cực kỳ ngầu. Ok, mình sẽ cho các bạn xem con này trông như nào luôn nha. Mình cũng chưa chơi thử con này bao giờ nhưng mà mình đoán là nó cực kỳ mạnh. Ok. Tiếp theo là Cat in the Cradle, có thể cho vào đây. Hai con ở trong team khá là mạnh. Tiếp theo mình muốn cho các bạn xem một con nữa, đó là Warlock and Pierce. Con này phá trụ cực kỳ đau luôn nhá, đỉnh cực. Ok. Tiếp theo đó là con ok, đây là một team đánh khá mạnh về red. Nhưng không sao. D'Artagnan đi. Ok, team này có vẻ khá ổn. Ok. mình sẽ đánh thử cái này nhá. Bounce to levels. Úi giời, what the fuck? Pondish Cat là con gì nhỉ? Nhìn dị vậy. Ok, thử xem con này nó đánh kiểu gì. Em con này trông kiểu nó bị chói ấy, và nhìn nó hơi bậy bạ tí. Sorry, chắc là do đầu óc của mình. What the fuck? Đánh kỳ quặc vậy. Uầy, mạnh phết nhỉ. Ice Queen Cat xuất trận. Uầy, vãi, to vãi ạ. Uầy, to vãi. Uầy, các bạn có nhìn thấy nó to không? Các bạn có nhìn thấy nó to vãi không? Ok, xem nó đánh sao không nào. Uầy, ui đẹp vãi xoài, đẹp vãi trưởng ạ. Đẹp vãi ạ, nhẹ nhẹ. Ui, đỉnh vãi ạ. Ui, ui con này đẹp vãi to nữa. Ôi rồi, red à, rồi red thì chết rồi. Red thì chết mình rồi. Ok, để xem Ice Queen Cat. Nó hiện cái hình con đấy này. Nó hiện là cái hình con Bonish Cat này. Có một con thứ hai, không sao. Bắt đây mình sẽ gọi full Ice Queen Cat nha. iCrystal chứ quên. Có một điều là con này nó hồi khá là nhanh. Nó hồi khá là nhanh các bạn ạ. Nó hồi khá là nhanh. Đấy, mình đã hồi xong rồi này. Ui đẹp vãi trường ạ. Ui các bạn có thấy nó đẹp không? Các bạn nhìn thấy cái băng băng mà cái sáng sáng của con này to vãi không? Ui chất vãi kiểu Aphrodite ấy, nhưng mà mình chưa có con ý. Úi trời ơi, Ice Queen Cat đỉnh quá, trời ơi. Ván này mà cho mấy con Luga vào kiểu gì cũng thắng cực kỳ nhanh luôn, đỉnh mà. Ice Queen Cat chất quá, trời ạ. Bề của hai Ice Queen Cat thì nó còn chất hơn, ok. Úi trời, ui. Ba con à, chấp. Ồ, chết một con rồi này. Ok, mình sẽ cho Eva Unique 02 đây. Ui, chất vãi ạ. Đẹp vãi, trời ơi. Các bạn có thấy nó đẹp không? Còn mạnh cơ, con này đánh một phát là 37.000 đam ấy. Nhưng mà các bạn là nó đánh nhanh và thời gian free của nó cũng khá là lâu. Thời gian free của này lâu phết đấy. Chẳng qua chưa, con là màu đỏ ở đây rồi, cả đam nó cũng to phết. Ok, mình sẽ đánh vào trụ luôn nha. Ok, đánh vào trụ rồi. Tiếng gì vậy? Cái con, ok. Úi trời ơi, Ice Queen. Thế con này đánh đau vãi. Đánh vừa đau, đánh còn nhanh cơ. Nói chung là đây là một Uber khá là ổn. Các bạn nên true form con này, rất là đáng là true form luôn. Nhưng mà sorry, ván này mình đánh hơi lâu. Mình sẽ bỏ con này ra nhá. Ván này có khi là mình nên bỏ con này ra thật này. Bỏ con này ra này. Con này để lại cũng được, tùy. Mình muốn cho một số Uber mạnh khác vào. Ví dụ như Lufthalen này. Con này này, D'Artagnan bỏ ra rồi. Con này bỏ ra thì mình cần đánh mấy con range xa một tí. Range xa thì có thể là cho con này vào này. Ok, cho con này vào rồi. Catman cho vào cũng ổn. Cho con này vào đi cho ngầu này. Đỉnh đấy. Catman đúng không? Ngầu luôn, yên tâm.
Các bạn không bao giờ làm các bạn thất vọng nhá. Bounce to Evolve à? Không phải sao, mình chưa chơi ván này bao giờ. Ok, không sao. Từ cho xem Maniac Eraser xem mình đánh mấy phát thì chết. Ván này mình nghĩ mình sẽ gọi ok, cái lượng đam nó vẫn thế nhá. Và đánh hai phát mới làm Maniac Eraser mình chết được. Mình sẽ gọi Shishilan ra trước nhá. Shishilan Pastelan. Rồi. Đi khá là chậm, không sao. Cần cù bù đi chậm. Úi dồi ôi, thua xong rồi. Ok, vẫn chịu được hai phát, vẫn chịu được hai phát. Mong là con này không, mong là con này không khỏe lắm và nó sẽ cho mình nhiều tiền. Ok. Mình sẽ ok, cho level 2 đã. Ô, con này yếu vãi. Đây, một phát đánh 50.000 này. 50.000 đam này. Ok, có vẻ không nhầm nhỏ gì đấy. Úi trời ơi, may quá mình có anti red ở đây. Ủa, con này có vẻ yếu nhở, không xứng đáng để làm kẻ thù của mình. Ủa, mấy con này yếu vãi ạ, như kiểu đánh map easy ấy. Map này bạn mấy bạn có mèo level không cao lắm cũng thắng được thề. Mèo mình đây là toàn level 30 hết rồi. Ok, mình sắp đủ gọi thêm một con Luga nữa rồi. Thôi mình gọi con này ra cho nhanh. Từ từ mình không gọi gì nữa, mình không gọi nữa. Mình không gọi Michio nữa để cho nó giết hết quân mình nữa. Sau đó mình sẽ bắt đầu ok, gọi con này ra rồi. Để cho nó bắt đầu đánh vào Shishilan cho đau. Nó sẽ kích cái đam lên. Úi trời ơi. Ok, không miss shield rồi. Ok, chuẩn bị. Đây rồi, nó sắp đánh, nó sắp đánh rồi. Ok, một phát này. Ok, ok. Đợi. Đấy, trời ơi, kế hoạch hoàn hảo. Ok, cả hai con này đều có tăng đam rồi này. Tức là biểu hiện của việc team nó sắp thua bét nhè rồi ấy. Úi trời ơi. Ván này mà mang Baby Cat vào thì có thể dễ hơn nhiều hơn. Tại vì nó càn mạnh lắm. Dễ vãi ạ, ván này dễ vãi ạ. Không tin được. Dễ không tin được luôn ấy. Mèo mình mạnh quá rồi. Thôi xong rồi. Mình đã quá mạnh. Mai mình sẽ chơi X-Maniac nhá. Mong mà thắng, thua thì thôi nhá. Mình full form các cái con như kiểu Ice Crystal khác là có lý do cả ấy. Tại vì kiểu cái con như kiểu cái con gì nhỉ? Icat nó không chịu nổi đâu. Icat. Uầy, ra nhiều con đấy vãi. Không sao, mình sẽ hủy diệt cái trụ này ngay trước khi chó càn team mình à. Úi sời. Bondage cat to form này. Xem nào. À ôi, mình còn chưa true form được cái con
Con cá cơ. Đâu nhỉ? Đè, con này mình còn chưa chu phong này. Úi trời ơi. Strong again. Ui, crit này. Đẹp phải, đẹp nhờ. Mỗi tội nâng mấy con này tốn XP cực kỳ. Con này chưa có true form này, mấy con này chưa có true form luôn. Ui, sao mình có true form mấy con này mà mình không cần nữa. Mà mình không dùng nữa. Ok, thế là đủ bộ true form này, còn con này nữa mai mình sẽ true form luôn này. Ok, thế thì bây giờ vẫn còn video vẫn còn ngắn, mình sẽ tiếp tục ở mình chơi Cut of the Cosmo đi. Một chủ nhật khá là nhàm chán. À mà mình vẫn chưa biết cách livestream, nhiều bạn muốn mình livestream lắm rồi ấy, nhưng mà mình chưa biết cách livestream thôi. Mình chưa biết cách livestream thôi. Only cost 1.200 or more. Ok, thế chơi này luôn, rồi full Uber luôn. Úi giời, cho các bạn xem đống Uber xịn của mình nha. Trời ơi. Xem đây. Ui. Vãi ạ, à, nhìn cái trụ nó kìa, như kiểu siêu nhân ấy nhỉ. Ok, và trong này bắt đầu ra mấy em chó các thứ rồi đấy. Chắc là, ui, nhìn con này trông kiểu siêu nhân dế nhỉ. Lại còn bị mọc sừng ở trên đầu chứ. Chân thì kiểu, đúng kiểu là kiểu cái tên lửa ấy đúng không. Ở trên ngực thì có hình con chim. Oh, what the fuck cái gì ấy? Ui, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Ui, từ, mình giàu rồi, từ, bình tĩnh. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Uầy. Đỉnh đấy. Từ từ. Ôi trời ơi, mình đã mang khăn mặn. Không sao, không sao. Wow. Oh my god. À. Ok, không sao. Úi trời ơi, mình nhiều tiền quá. Từ từ, bình tĩnh. Ủa không. Uầy. Vãi, con này đam to phết đấy. Xem nào, từ từ. Mình sắp giết hết chúng nó rồi. Warlock and Pierce mà ra là đứt này. Ui. Chết rồi. Chết rồi. Đứt rồi. Không sao. Mình sắp có tiền rồi, Đây rồi. Đây rồi. Warlock and Pierce. Hãy xem Warlock and Pierce đây. Hãy xem Warlock and Pierce đây, đam cực kỳ to luôn. Úi giời. Chưa kịp thể hiện. Úi giời ơi, chưa kịp thể hiện. Giời ơi, Warlock and Pierce của tôi. Warlock and Pierce của tôi. Ui, Warlock and Pierce mà đập vào trụ một phát là nổ luôn đấy, các bạn tin không? Nổ tung luôn đấy. Các bạn nhìn nè, nhìn nè. Ok, trụ đang... máu bắt đầu yếu rồi. Úi xời. Nhanh không? Từ, tiếp đi. Titan. Tiếp tục sử dụng đội hình này á. Ui, nhìn cái map này có đúng hình cái sọ luôn. Phải trưởng. Ván này có khi là mình phải solo mấy cái sọ. Ư, eo ơi, nhìn cái trụ ấy à. Ok, mình đang ở hành tinh nhiều nấm nhá. Nhiều nấm mà nhiều đá ấy. Đây là trụ mình. What? Từ. Vội thế. Úi giời ơi. Úi xời ơi. Này thì... úi giời ơi. Giết nó đi giời ơi. Úi giời ơi. Giời ơi. Ok, được. Chấp nhận được. Ô không, nó ăn đá lưỡi vào Yukimura của mình. Hự. Được. Đây rồi, úi dồi ôi, Catman luôn. Catman mạnh với cả Angel luôn này. Úi trời ơi. Được quá. Ôi trời ơi, mình sắp hết dung lượng rồi. Sẽ tải hơi nhiều ứng dụng về. Để kiểu tập tành chỉnh sửa video các bạn ơi. Đây rồi, úi dồi ôi. À, Yukimura chết rồi. Trụ này 300 gì. Rồi. Warlock and Pierce đập phát chết luôn này.
Ui rồi ơi, rất cơ mình. Thôi xong rồi, thắng được không, thắng được không? Kronos. Kronos rồi ơi. Chết rồi. Chúng ta doom rồi. Cố lên, giết con khỉ. À, giết con lợn, giết con lợn, giết con lợn, giết con lợn. À. Ủa phải, Warren Pierce chết rồi. Xong rồi. Đứt rồi. Ôi rồi ơi. Rồi ơi. Khuôn áo ấy nhỉ? Ok, không sao. Ok, chắc là video mình sẽ kết thúc ở đây. Một video nhảm nhí đầu tuần. À, và mình muốn khoe cho các bạn luôn mấy con mèo mà mình thu form được ở gần đây. Đó là con... trước tiên đó là Island Cat này. Là một con khá lâu rồi và... nếu mà bạn nào biết cách livestream thì các bạn có thể dạy mình. Ui, con này đỉnh vãi, mình chưa dùng con này bao giờ luôn. Và con này hình như cũng khá là rẻ nữa, lại còn rất là mạnh luôn. Đàm con này rất là to. Và các bạn có thể thấy là có một con mèo đang nằm ở trong cái miệng núi lửa kìa. Và con này thì đang kiểu... úi giời, bay ở con mèo lên. Tiếp theo là mình mới true form được con... sorry vì mình không quay được cái đấy, tại vì video... thực ra mình có quay video để true form cái con này cơ, nhưng mà nó bị hỏng ấy. Ok, thêm một con nữa đã được true form này. Còn con gì được true form mà mình chưa bấm ở đây chưa nhỉ? Sao hết rồi. Ok. Đấy, hiện tại thì mình mới true form cái này con thôi. Đây sẽ là Ice Queen Cat của chúng ta. Được mình thu thập được từ rất là lâu rồi. Và khi mà lên Ice Queen Cat thì nó như thế này. Rất là khủng. Rất là khổng lồ, ok. Và có một con mèo đang bị hóa đá ở dưới. Và con này nó sẽ đánh bằng cách là dập một phát mấy cái băng ở dưới. Duỳnh, đấy. Và đây là Ice Queen Ice Crystal Cat. To khổng lồ luôn. Úi giời ơi, úi giời. Ui, nhìn xinh vãi, chân dài ngoằng luôn. Ui. Vợ mình có khác. Ok, và các bạn có thể xem hiệu ứng của Ice Crystal Cat ngay sau đây. Ta-da. Chuẩn bị này. Duỳnh, đấy. Ok, chắc là video của mình nhảm nhí ngắn ngắn đến đây thôi. Và mai mình sẽ đánh X-Maniac. Bạn nào mà chưa xem, mai nhớ chờ xem. Nếu mình thua thì không sao, nhưng mà nếu mình thắng thì mình sẽ full bộ Maniac luôn. Ok, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Nếu thích, like video cho mình, subscribe và nhiều cái nữa. Bye bye.